bài thuốc hỗ trợ phố cổ bài 3. Bữa nay ta dùng cái gì? Ta dùng cái lá trinh nữ hoàng cung và ta sắc thuốc để ta uống nha các bạn. Bây giờ mó tỉa bụng các bạn. Mó tỉa bụng cho các bạn cây trinh nữ hoàng cung nha. Đây là cây trinh nữ hoàng cung. Và các bạn xem cây trinh nữ hoàng cung này nó cũng dễ nhận biết lắm. Bây giờ khi ta dùng sắc lá ta làm như thế nào? Trên cái lá này ta tuyệt đối ta đừng dùng dao mà cắt ra ha, mà ta phải có thể cắt ngay tại đây đó. Ta dùng cái lá vừa và dùng bao nhiêu lá thì là vừa đó. Ta dùng này, những cái lá tương đối là nó cũng phải già nhá. Đó, hai lá này, hai lá là đủ rồi, không biết đâu các bạn. Sau khi các bạn dùng hai lá thì các bạn phải rửa đi, rồi ta xé nhỏ để cho vào trong cái chén. Nhưng mà trước nhất là tôi nói về cây trinh nữ hoàng cung. Nó các bạn biết không, cây trinh nữ hoàng cung thì nó có hai loại. Loại thứ nhất là khi mà cái sống cái lá nó nâu hơn, còn có một cái loại là sống lá nó không nó đậm hơn á. Còn một cái loại nữa là cái sống lá nó không xanh bằng. Cái loại xanh đậm hơn thì nó ra cái bông nó có hơi tím tím. Còn cái loại mà bông á, mà cái lá nó không xanh đậm bằng thì bông nó ra lợt hơn. Hiện nay trong nhà tôi nó chỉ có cái loại mà nó ra bông rồi, nhưng mà cái bông hơi tím tím là cái cây này. Mà cái thân nó cũng sẽ hơi tím tím. Cái đọt lá thân của nó này nó cũng sẽ hơi tím tím nè. Đó, cái thứ này á, thì nó sẽ tốt hơn là cái thân mà nó trắng nha các bạn. Cái hoa nó hơi tím tím ra thì cái chất nó dược nó cao hơn. Đó, các bạn coi cái cây này nhé. Rồi tôi sẽ rửa đi này. Bây giờ tôi đi rửa đi và tôi nhắc nó vào trong cái chén cho các bạn coi nha. Bây giờ các bạn xem nhé. Hai lá tôi rửa sạch rồi. Tôi ngắt nhỏ, tôi để vào một cái chén. Tôi ngắt cho nó thiệt nhỏ. Tôi để vào một cái chén, ngắt nhỏ nè. Chúng ta ngắt nó nhỏ nhỏ vào trong cái chén, vì ta để to quá sao ta để vào trong cái chén được, để ta hấp cách vị ha. Đó, đó tôi làm cho các bạn xem. Cái chén tôi để được vài bao nhiêu rồi nè. Cái chén này thực tế ra tôi không hề cho nước vào. Tôi chỉ ngắt cái lá tôi để vào thôi. Và tôi sẽ lấy một cái nồi đất, tôi để nước bên ngoài, xong tôi để cái chén này lên, tôi hấp cách thủy nha các bạn. Các bạn xem tôi làm nhé. Các bạn xem nha. Bây giờ coi móp nấu cho nó vào cách thủy là như thế nào. Đó, coi ta làm nè. Tôi cho vào cái nồi đất, xong tôi nấu nè các bạn. Tôi nấu cái nồi này, các bạn xem nhé. Tôi cho vào cái nồi tôi nấu nè. Đó, tôi nấu bằng cái nồi đất và cái nắp đậy kín. Các bạn xem nhé. Tôi nấu bằng cái nồi đất và cái nắp đậy kín này. Trong cái chén này tôi không hề cho nước vào nha các bạn. Tôi nấu cách thủy các bạn xem nha. Các bạn coi nè, chừng khoảng 10 phút khi mà nấu thiệt nóng, cái nước nó sẽ ngưng tụ ở trên cái này. Nó ngưng tụ trên này xong rồi sau đó ta sẽ nghiêng cái nắp xuống và ta sẽ thả nước ta cho nó rớt vào đây. Mà bây giờ nó chưa nóng, thành ra là bây giờ nó chưa nóng nhiều, nó chưa sôi nhiều. Đấy, cho nên các bạn chờ chút xíu nha. Các bạn coi móp nướng cho các bạn xem nhé. Bây giờ móp TV cho các bạn xem nha. Bây giờ nó đang sôi sùng sục. Khi mà nấu nó sôi sùng sục rồi thì nước nó đẩy, nó bốc lên, nó ngưng tụ ở trên cái nắp này. Chúng ta nghiêng nó lại và chúng ta lại dốc nó vào trong cái chén. Chúng ta cứ làm như vậy nhiều lần.
nước nó ngưng tụ ở trên này, xong chúng ta lại nghiêng vào, chúng ta rọ vào trong cái chén mà chứa lá chinh nữ hoàng cung đó. À, chúng ta thấy nhá, à, chúng ta phải làm cái này, nấu cái này nó cũng khá lâu nha các bạn, nấu trong vòng gần khoảng khoảng gần cả 40 phút đồng hồ chứ không nhanh hơn nha. Rồi sau đó các bạn thấy nè, tôi sẽ lấy cái chén, là sau 40 phút tôi lấy cái chén lá chinh nữ hoàng cung ra, và cứ trong khi làm mà thì mình cứ liên tục mình làm vậy nhá, là mình ngưng cái nước chừng khoảng 5 phút mà mình lại nghiêng cái nước ở trên này nó động lại, mình lại cho vào trong cái chén của mình nha. Đó, ta coi thử. Các bạn thấy không, à, tôi sau khi mà 40 phút tôi hấp cái lá chinh nữ hoàng cung và tôi hứng cái nước ở trên cái nắp nó đổ xuống á, cứ liên tục 5 phút thì tôi hứng, thì các bạn thấy này, tôi đem ra và cái lá chinh nữ hoàng cung thì nó bắt đầu nó mềm y như là cái còng rau muống luộc rồi đó, à, nó bắt đầu nó dễ lấy chất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi bao tay và chúng ta sẽ bắt cái lá chinh nữ này ra, bắt lấy nước nha các bạn. Chúng ta bắt để lấy nước, đó, chúng ta bắt nó ra để lấy cái nước ở trong cái lá chinh nữ hoàng cung này này. Nó nóng quá, đang còn nóng vừa mới chín thôi mà. Đó, ta bắt lấy nước, ta bắt cho thật kỹ để ta lấy nước nha các bạn. Đó. Nó nóng quá tôi bê. Nè, tôi bắt để ta lấy nước. Nha, tôi vẫn đang bắt cho nó quéo quẹo lại luôn á. Đây là cách thức để mình sắc lá chinh nữ hoàng cung mình uống nha các bạn. Không phải các bạn dùng nhiều bao nhiêu cũng được đâu, không phải như thế, chỉ hai lá thôi. Và trong một tuần ta uống đều, trong một tuần ta uống đều trong một tuần, xong rồi tới ngày thứ 8 ta ngưng một ngày, xong ta lại làm tiếp tục một tuần nữa y như vậy, xong ta lại ngưng. Cứ trong một tháng đầu tiên ta làm, cứ một tuần ta ngưng một ngày, một tuần ta ngưng một ngày, và ta cũng không có nhiều hơn hai lá các bạn. Thì khi ấy các bạn uống, và khi ta uống là uống trước khi ăn đó, chứ không phải là uống sau khi ăn nhé. Thì cái nước của lá chinh nữ hoàng cung này nó làm cho chúng ta sao, nó làm cho chúng ta, nếu ai có bướu cổ nó cũng thu nhỏ bướu cổ, nó cũng giải độc cho cơ thể nha các bạn. Nó còn huyền thoại lắm, cái lá này nó còn huyền thoại đến những phụ nữ mà nếu mà bị ung thư ngực á, thì chúng ta nếu trong trường hợp có xơ nang tuyến vú, chúng ta cũng làm như thế này, nó cũng hỗ trợ nhiều lắm nha các bạn nha. Các bạn nhớ này, từ cái bướu lành khi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà bị sự chép nhiều, buồn phiền nhiều, thì cái bướu lành nó cũng từ cái vấn đề tác động chép nữa, nó cũng trở thành bướu độc, chứ nó không hề nó lành nguyên như vậy. Vì tôi ngày hôm qua đây tôi vừa gặp rất là nhiều em đến một chỗ khách sạn, à, một loạt các em đó bị ung thư cổ họng, và tôi hỏi là bây giờ cái chế độ ăn của các em làm sao, thì tôi mới nói là tôi có đăng một vài cái bài đó là bướu cổ, rồi cái mà cuộc sống hàng ngày, thì có một cái em đó là sinh hoạt hàng ngày của em ấy như thế này, hồi trước đó em là bướu giáp hình sao nhưng nó lành tính, nhưng mà nay sau cái thời kỳ mà em đi học em thức khuya nhiều quá, là tôi muốn phỏng vấn em ấy, nhưng mà em nó đang quá chị xạ chị, cho nên là để xong cái đã, để em nó cũng có nói trên mạng, nhưng mà sau một thời gian gia đình không cho nói nữa, nhưng mà tiện đây thì tôi nói luôn cho các bạn nghe rằng là tôi đang vắt cái nước này, tôi vắt nó quéo lại, các bạn xem nhé, tôi vắt nó quéo lại nữa. Đó, nó ra từ trong cái chất đó. Sau khi mà nó đã được như là rau muống luộc rồi đó, nhưng mà thực sự ra không phải, chất nó còn đây là tôi bắt quéo như thế này đó, các bạn thấy không, tôi bắt nó quéo như thế này, tôi còn bắt tiếp thì nó nóng lắm đó, bây giờ nó bớt rồi đó. Thì ra nước chỉ khoảng bấy nhiêu thôi, chắc nước là được chút bạn đó. Ráng ngồi mà bắt nhá, mình bắt cho nó ra nước thì nó cũng hỗ trợ đó. Tôi gặp cái em đó là từ bướu giáp hình sao mà nó từ lành tính, mà sau khi em đó em học và em thức khuya nhiều quá, tôi hỏi cái quá trình của em là tại sao, thì em bảo là hay là do em cắt tiết lạc, tôi nói không phải gì đó, em nói chuyện với em nói là cái kiếp trả nợ, nhưng không phải các bạn,
cái xong tôi bảo cái gì nữa em cứ nói, con cứ nói cô nghe coi thử cái cuộc sống hàng ngày của con sao, hay là có lẽ lúc hồi con luyện thi. Nó nói dạ đúng rồi, con luyện thi, con luyện thi, con học đêm, con thức đêm nhiều lắm. Bạn là sinh viên đại học năm thứ ba nha các bạn. Đó, thành ra cô bạn này từ lành mà có khả năng nó trở thành bưu ác bình thường. Cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Khi những cái người mà đã bị ung thư rồi thì họ lại có kinh nghiệm, còn những cái người chưa bị, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Thế cho nên là khi lúc bây giờ nó đang lành tính thì bạn này, bạn ấy vẫn đang chủ quan, rồi luyện thi, rồi thức đêm, rồi ăn mì gói. Đó, hai cái yếu tố đó của em nó chập lại. Thì sau này em mới phát hiện ra, đi kiểm tra lại thì phát hiện ra rằng là nó là bối ác tính. Em ấy vừa hóa trị và xạ trị, tại vì em ấy đến chỗ của mình để em hỏi muốn phòng. Hóa trị xạ trị của cổ thì là người ta bắt phải ở cách ly chứ không có cho ở. Bây giờ trong bệnh viện nó đông quá rồi đó. Thành ra tôi đang nói cho các bạn nghe, đây là một bài thuốc hỗ trợ cho bướu cổ. Nếu ai đó đang bướu cổ mà nó lành, chúng ta nên làm một trong những cái phương pháp. Nhớ rằng thuốc nam nó chỉ hỗ trợ, nó không hề cứu chúng ta, nó không hề cứu, nó chỉ là hỗ trợ thôi. Nhưng trong khi nó hỗ trợ thì các bạn cũng đã có một cái gì đó, nó làm cho tinh thần của chúng ta nó tạm ổn nhá. Chứ bây giờ chúng ta đừng tin vào thuốc nam là nó chữa được nhá, mà chúng ta phải có một cái niềm tin rằng nó là người hỗ trợ nha các bạn. Giống như các bạn làm bếp, có người hỗ trợ xung quanh cho các bạn rửa rau rửa cỏ rồi hỗ trợ cho các bạn làm việc thì các bạn làm nhanh hơn, đúng không? Thì cái căn bệnh cũng như vậy. Nếu mà đây sau khi ta đã bắt rồi thì cái ta không dùng nhá, cái là tôi bỏ đi rồi. Còn cái nước nó được bao nhiêu nước để cho các bạn coi, nó được ít nước lắm, nó được tầm khoảng một muỗng canh nước là cùng. Cái là tôi bỏ đi nè, đó tôi bỏ đi nè. Nó chỉ còn được chừng khoảng một muỗng canh nước thôi. Thì nó tôi nghe có thấy không nè, còn chừng khoảng một muỗng canh nước thôi. Thì ta lấy cái này ta uống hàng ngày nhá. Và lúc đói bụng đó các bạn nhớ nha, nhớ cái bài này để chúng ta dùng cái cây này. Cây này nó còn tốt cho những bạn nữ nếu đã bị sơ nang tuyến ngực. Bạn nhớ này, sơ nang tuyến ngực từ lành, khả năng trong cuộc sống các bạn sống mà bị xì chết nhiều, từ lành nó cũng sẽ chuyển thành độc cũng không bao xa đâu. Cái điều đó tôi nhắc nhở các bạn ha. Đó là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường hay làm cái gì đó cho vội vàng, ăn cho qua loa một gói mì gói, ăn cho qua loa rồi cái thức khuya thức hôm, mình không có đảm bảo cái sức khỏe của mình thì điều đó ắt sẽ dẫn đến những cái stress và chúng ta sẽ bị những cái căn bệnh nó không được lành mạnh ha. Đó là đây là bài thuốc để cho hỗ trợ các bạn nào mà bị bướu cổ, và riêng bài này cũng hỗ trợ cho các bạn mà bị sơ nang tuyến bướu, chúng ta nên dùng ha. Nó cũng hỗ trợ rất tốt luôn ha các bạn. Đó các bạn coi nhé, coi chừng lộ cái cây chinh nữ này với lại cây lá, có một cây nữa nó cũng to lắm ở ngoài công viên, cái lá nó to đành mà bông nó đẹp lắm, nhưng mà cây đó cũng là cây thuốc, cây lá nán hay sao á, mà nhưng cây đó nó cũng thuốc nhưng mà chữa cho tiền liệt tiếng chứ không phải là chữa cho cái bên phụ nữ hoặc là về hỗ trợ bố cục nha các bạn. Đó, Mob TV là làm cái bài thuốc này để cho các bạn theo dõi và các bạn sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn khác. Có nhiều hình thức để hỗ trợ lắm, các bạn cứ việc làm. Nhưng nhớ rằng cái bài thuốc này các bạn làm hai lá và chúng ta trưng cách nghĩ và cách thức tôi đã chỉ rồi, và ta uống khi đói nha các bạn. Thì một tuần ta làm đều đặn và ta nghỉ một ngày và lại tiếp tục trong vòng một tháng thì các bạn đi siêu âm, cái cổ của các bạn nó sẽ là rất ok, nó sẽ là siêu âm kích thước của chỗ này nó sẽ giảm nếu mà ai đó bị bướu cổ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.